ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសយកគោលនយោបាយសន្តិសហវិជ្ជមានអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍ដោយធ្វើមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់មិនយកប្រទេសណាមួយធ្វើជាសត្រូវឡើយលើកលែងតែភេទវកតែប៉ុណ្ណោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចរួមជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនអញ្ជើញជាធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលជាផ្លូវការនៅពហុកីឡាឋ
Hai à vậy, đã nỉ dưới đôi trăng chỉ mỗi nâng tầm đoàn Campuchia chân. Khả nông bảo vật tới xa, rà bó Campuchia nâng chân. Màn mên tập nâng giả máy khảo gì tì. Cứ, chứ ra ơn sát vật hơi. Phần tay à vậy để cuối có trọng con một phút cứ tổng nợ tầm nông để co sang lạc đôi bà kà rà bà bây đà. Xong đánh bà nổ rõm trên nụ, bà rõm rõm tà nạ cao hút. Chỉ mùi nâng thân nạng đất nôm chân chân mùn. Bọn to ra hốt mà đoàn phê đi. Nơi miên nạ bọn to vên. Phần răng nơi tầm nạng tầm nông đi. Phần răng nơi tầm nạng tầm nông đi. Hãy xong xong dấu ở cả này. Tam là dễ ai đoàn vàng gì. Thay nơi ông nó cun. Đó chơi chứ đừng. Chún trầm bố rót tha bị bà. Bà. Rất tha bị bà. Nâng phải chơi chương trận. Chỉ vì sẽ chún trầm bố ai đoàn Xi Jinping. Ai đoàn Lý Cư Trang. Để bạn con trò cho môi nâng cầm rôn tặng lại nơi ca áp bí vọt. Cảm phải chơi. Hãy thầm mấy đi. Có con chưa bị xe đã bán cắt bọn thoi ca slap chuột chết Campuchia. Nơi khốn ông mà hắn đã rai. Nấy chủng ưu rết mát COVID đọc bầm buồn. Bật mến tại Campuchia miên chủng ưu chlón chân. Có bọn tay át tra này ca slap. Át tra này ca chôn bệt. Miên cầm vật tiếp. Đào xa tại phụ kế bán tờ thu vọng sang. ជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនជាពិសេសជូនចំពោះលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងហើយឯកឧត្តមលីឃឺឈៀងដែលបានគាំទ្រដល់គម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអគុណជាពិសេសដែលបានកាត់បន្ថយការបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងមហន្តរាយនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយពិតមែនតែប្រទេសកម្ពុជាមានជំងឺ COVID-19 ច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត្រាចូលពេទ